truyền thông hoàng gia, kết nối thẳng tới tiềm thức. Sao? Có ban công nhìn thẳng ra bãi biển luôn. Ôi tuyệt vời, đúng ngay ý tôi luôn á. Cảm ơn nhiều. Ok. Này, làm gì mà lầm bẩm thế? Sắp kiểm toán hả? Anh Hoàng, em đang có một vấn đề nan giải, khó tính quá. Thu chi có vấn đề à? Không phải, chuyện là vậy. Em có một đứa bạn đang làm ở resort Đà Nẵng á. Nó tìm được cho em một cái phòng giảm giá 50% luôn. Vậy à? Một resort tuyệt vời, một bãi biển xanh lơ với những bộ bikini lượn lờ sang những tán lá dừa. Trong 5 ngày, nó book phòng cho em rồi. Mà bây giờ em không tìm ra cái cớ gì để mà xin nghỉ hết á. Giữa cái nóng 39 độ này, giữa cái thành phố quanh năm kẹt xe này mà cậu lại có cái vé giảm 50% ở resort. Cậu có biết là cậu ác lắm không? Em xin anh làm ơn anh nghĩ cách gì giúp em đi. Hả? Lỡ book phòng rồi. Cái đó khó lắm. Em trả ơn cho anh vào tháng sau. Hết khó rồi. Một chầu gọi đồng mắt sao? Nhớ nha. Ok. Thật là tội nghiệp. Chuyện này thật là nan giải. Sếp, anh cứ bình tĩnh để em trình bày với sếp. Đăng Quang, có chuyện gì không ổn à? Dạ thưa sếp, anh Quang, có một người em bị thất lạc. Trời, cái chuyện này sao cậu không nói cho tôi biết? Đây là chuyện buồn, chứ có phải chuyện vui đâu mà đem ra kể lể hả sếp? Dạ thưa sếp, bây giờ tìm thấy cậu ta ở Cà Mau, cho nên anh Quang được phải nghỉ 5 ngày để tìm cậu ấy. Trời ơi, thì cũng được thôi, nhưng mà sắp tới đợt kiểm toán rồi, không có cậu Đăng Quang thì công ty sẽ làm sao đây? Nhưng mà máu chảy ruột mềm. Đúng rồi sếp ơi, cả gia đình em đi tìm cậu ấy mười mấy năm trời, bây giờ mới... Đúng rồi, dạ, cậu ấy không thể không đi. Đúng rồi, bây giờ phải cho cậu ấy đi liền. Và phải đi 5 ngày. Tôi thấy thì cũng tội lắm đó. Nhưng mà cái chuyện này để tôi hỏi qua ông chủ tịch đã. Rồi ông chủ tịch giải quyết cái đợt kiểm toán này làm sao ha. Câu chuyện của cậu đã làm cho ông chủ tịch cảm động đấy. Ông chủ tịch cho cậu nghỉ phép. Cảm ơn sếp. Và công ty cũng đã đặt mua vé máy bay cho anh. Ông chủ tịch còn liên hệ với người quen của ông ấy ở Cà Mau. Họ sẽ giúp anh tìm em của anh. Cà Mau, anh thiệt là may mắn đó anh Quang. Công ty đã tạm ứng vé máy bay cho cậu trước, sau này cậu về cậu trả lại. Nhớ lo cho gia đình ha. Chuyến bay sẽ bắt đầu khởi hành trong vòng 3 tiếng nữa. Anh không có thời gian đâu. Tôi sẽ đưa cậu ra sân bay. Cậu khỏi đưa, không, để cho cô Quyên đưa. Nhớ mua cho cậu Đăng Quang một chai thuốc xịt mũi nha. Dạ. Đi nè anh Quang. Đi. Còn cậu ở lại em... Cái chuyện mà thống kê với kiểm kê sổ sách đó, cậu phải lo trách nhiệm đó. Tại vì cậu là trưởng phòng kinh doanh mà. Em hả? Thật là mệt khi ôm cái đống sổ sách của ông Đăng Quang này vào người. Anh là trưởng phòng kinh doanh, còn ai rành mấy cái sổ sách này hơn anh nữa. Này, anh phải mất 3 ngày 3 đêm ở công ty, không ăn không ngủ mới xong được cái mớ bòng bong này đấy. Nhưng mà chắc chắn anh sẽ được thưởng sau vụ này. Thôi, Duy Hoàng. Dạ. Cậu không làm tôi thất vọng nha. Dạ. Đây, đầy đủ hết rồi nè. Chỉ còn thiếu chữ ký của kế toán trưởng Đăng Quang thôi. Dạ. Cậu chịu khó xuống Cà Mau lấy chữ ký của Đăng Quang rồi quay về gấp cho kịp đợt kiểm toán nha. Cậu đừng làm tôi thất vọng nha. Truyền thông hoàng gia, kết nối thẳng tới tiềm thức.